Ok, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn VS. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những cái sản phẩm trên Clickbank làm sao nó có thể giúp cho bạn dễ bán hàng được hơn. Và đây chính xác là cái cách làm sao giúp cho bạn kiếm được tiền online hiệu quả với trên Clickbank. Thì bạn đã nhớ xem video từ đầu đến cuối, và nếu như bạn yêu thích cái video này thì đừng quên bấm một nút like nha. Rồi, thì trong video này thì bạn khi mà chúng ta bắt đầu sản phẩm với Clickbank á, thì chúng ta cần phải lưu ý một vài những điều như sau đây là các bạn. Đó, và tôi luôn luôn khuyến nghị cho các bạn đó là khi mà chúng ta bắt đầu thì cái điểm gravity này nó là điểm rất là quan trọng đó, để chúng ta có thể lựa chọn được một cái sản phẩm tốt hay không đó, và nó có dễ bán hay không đó, và nó có phù hợp với mình để xem rằng mình có tiếp thị được cái sản phẩm này đấy. Thì nếu như bây giờ bạn là một người mới bắt đầu kiếm tiền online với Clickbank và học cái cách làm sao đó kiếm được 1.000 đô la đầu tiên từ online trên mạng, thì bạn cũng có thể tìm hiểu tôi trên kênh YouTube đó là Sơn PS nha, hoặc là bạn cũng có thể là gõ cái từ khóa là Sơn PS Clickbank ở đây, sau đó bạn vào trên kênh YouTube của tôi thì cũng có rất là nhiều những cái video mà tôi đã chia sẻ, tôi đã hướng dẫn, tôi đã dạy cho các bạn về cách để kiếm tiền với Clickbank. Thì bạn cũng có thể bắt đầu hoặc là đăng ký ở đường link phía bên dưới ở phần mô tả video này. Và đặc biệt hơn nữa thì bây giờ thì tôi đang làm ra một cái bộ đó là cái series đó, thì sau này khi mà mỗi khi mà có cái bằng chứng rút tiền từ những học viên đó, thì tôi cũng sẽ quay lại cái video đó theo từng tháng. Ví dụ như bây giờ trải qua tháng 7 và tháng 8 thì tôi đã quay lại những cái video kết quả bằng chứng tháng 7, tháng 8, bởi vì cũng có rất là nhiều người bạn hỏi rằng ô không biết rằng khi mà làm Clickbank theo những hướng dẫn của Sơn PS như vậy thì đã ai ra được kết quả hay chưa. Thì tôi cũng đã quay lại để làm sao đó là có lớp bảo chứng để các bạn cũng có thể là có cái một cái niềm tin mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chúng ta mới bắt đầu được với Clickbank. Ok, thì khi mà bây giờ các bạn đã biết vào trong giao diện của Clickbank rồi, thì bây giờ chúng ta phần đăng nhập và các bạn vào phần là Marketplace ở đây. Thì đây là cái phần là niche size, những cái ngách thị trường mà chúng ta có thể là lựa chọn để chúng ta kinh doanh với sản phẩm trên Clickbank. Nó thì có rất là nhiều ngách, nhưng thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái sản phẩm nào, thị trường nào, và tôi cũng có một vài cái gợi ý để làm sao đó bạn cũng có một cái lựa chọn mới bắt đầu để mình có thể đúng đắn được hơn. Thì sau này khi mà các bạn đã quá quen với nó rồi mà bạn muốn scale up lên, bạn muốn nhân bản nó lên thành nhiều những cái sản phẩm, những cái ngách khác nữa, thì đây là cái quyền lựa chọn của các bạn nhé. Rồi, giả sử đi bây giờ nếu như bây giờ là tôi thì tôi sẽ lựa chọn một vài những cái ngách size, cái ngách thị trường nó dễ để bắt đầu, có thể là về cooking này. Thì tôi cũng đã từng chia sẻ cho các bạn nó về cái ngách cooking này rồi, đúng không nào? Đấy, thì ví dụ như bây giờ tôi sẽ mở một cái tag mới ở đây, ngách cooking đấy, hoặc là những cái ngách nó liên quan nó về sản phẩm ở đây self-help. Trong cái phần self-help thì tôi sẽ lựa chọn đó là phần là marriage and relationship, hoặc là trong cái phần là free tour. Trong cái phần free tour đây thì bây giờ tôi sẽ lựa chọn cả phần free tour này. Free tour đây đó là cái ngách về tâm linh đó, cái ngách này tôi cũng rất là thích đặc biệt với nó. Rồi ngoài ra thì có một cái thị trường khác đó là thị trường về giảm cân, đúng không nào? Thị trường về giảm cân thì nó luôn luôn xanh các bạn, luôn luôn hot đó. Thì có nhiều bạn cũng có hỏi rằng ồ thế bây giờ là khi mà em bắt đầu và em nhìn thấy trên Instagram như vậy á, thì nhiều người làm quá, không biết rằng là mình làm như vậy thì mình có bị cạnh tranh hay không. Thực sự ban đầu là tôi cũng rất là sợ điều này, bởi vì thấy hàng hàng trăm người, hàng nghìn người làm, nhưng thực tế như vậy là các bạn bạn đang làm trên thị trường nó là hàng tỷ dân, hàng tỷ người, và người ta đang có nhu cầu rất là cao đó, nên cái số lượng người bán nó không có quá nhiều đâu. Chẳng qua là chúng ta là người đi bán hàng, chúng ta đang tiếp thị sản phẩm này nên chúng ta nhìn thấy nhiều người đang làm giống như chúng ta thôi, còn những người khách hàng thì họ thì không có cơ hội để họ tiếp cận được quá nhiều người như vậy đâu, được chưa nào? Đấy nhá, thì các bạn cũng có thể là lưu ý cái điều này để chúng ta dễ dàng chúng ta có một cái niềm tin rõ ràng hơn đó. Và trước khi mà tôi chia sẻ thêm thì tôi nói cho các bạn một điều ở đây, đó là cái bí mật ở đây. Thì có phải là đâu đó chúng ta làm được khoảng 2 cho tới 3 tháng là chúng ta bắt đầu ra được cái thành quả, đúng không nào? Đó, mọi thứ nó bắt đầu từ gốc rễ, không thể nào mà tự nhiên hôm nay các bạn làm ngày mai các bạn có kết quả được. Và tôi cũng đã làm những cái video chia sẻ cho các bạn đó, đó là cái cách kiếm tiền nhanh thôi, không có vốn, không mối quan hệ, không kinh nghiệm, không cần phải đầu tư tiền bạc thời gian mà ngay lập tức có kết quả thì chẳng bao giờ có được đâu các bạn. Đó, chúng ta luôn luôn phải bắt đầu từ gốc rễ đó, chúng ta học cái cách làm, chúng ta xây dựng được cái hệ thống, cái system của chúng ta đó, xây dựng được một cái ma trận đó, và làm sao đó có tất cả cái traffic đủ mạnh đi. Thì 2 tháng đầu tiên đây là giai đoạn bạn xây, nhưng cái 2 tháng đợt tiếp theo nó sẽ khác hoàn toàn so với 2 tháng đầu tiên. Cái thành quả nó tới rất là nhanh các bạn, được chưa? Cái thành quả nó sẽ tới đều đặn hơn cho các bạn, và các bạn cũng có thể là xem cái bộ video ở đây đấy, bạn coi cái bằng chứng thu nhập. Thì tôi luôn luôn tôi cập nhật thêm những video mới nhất
đó, để các bạn cũng có thể có, đó là cái niềm tin, đó là cái động lực để các bạn thúc đẩy lên nữa nhá. Rồi thì đối với bốn ngách ở đây thì cái điều đầu tiên chúng ta làm là gì? Đó thì ở đây là chúng ta cần phải lọc cái điểm gravity ở đây này. Giả sử đi, bây giờ tôi sẽ luôn luôn tôi sẽ lựa chọn cái điểm gravity trên 30. Thì cũng ở đây cũng có nhiều người sẽ lựa chọn những cách khác nhau, thì có thể là đó là quan điểm của mỗi người thôi nha, nó không đúng, không có sai. Đối với tôi thì tôi thấy rằng là tôi không có chạy quảng cáo và tôi đang sử dụng cái sức mạnh đó là trên free traffic. Và khi mà tôi sử dụng free traffic như vậy thì tôi sẽ lựa chọn những sản phẩm nó dễ bán nhất để tôi bắt đầu với nó hơn là cái sản phẩm, bởi vì tôi không chạy quảng cáo. Nên chạy quảng cáo thì các bạn có nhiều bạn sẽ chọn cái điểm gravity thấp một chút nó để nó đỡ cạnh tranh đi, nhưng còn đối với tôi thì tôi lại lựa chọn điểm gravity khoảng trên 30 để bắt đầu đó. Thì bây giờ khi mà mình chọn điểm gravity trên 30 ở đây này, xong sau đó thì nó sẽ ra rất là nhiều những sản phẩm phổ biến. Thì bây giờ mình có thể lựa chọn lọc ở đây là điểm gravity, điểm gravity đấy. Thì cái sản phẩm đầu tiên nó xuất hiện đó là keto 28 ngày, thì đây là cái sản phẩm là quá thành công rồi đó. Và kể cả bây giờ các bạn làm thêm 1 năm, 2 năm nữa hoặc là thêm nhiều năm nữa cũng không có vấn đề gì hết các bạn, bởi vì thị trường luôn luôn có người mới, họ luôn luôn họ có nhu cầu đó, và chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta làm thì thực ra nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đâu các bạn. Và những cái chia sẻ, những cái hướng dẫn của tôi á, là dường như nó đã gọi là best nhất rồi, những cái gì tốt đẹp nhất, những cái gì tuyệt vời nhất rồi tôi chia sẻ cho các bạn. Còn các bạn nữa, ngay cả khi các bạn lên thế giới, thậm chí các bạn cũng gặp mấy thằng Tây nó chia sẻ đó, nó chia sẻ chưa chắc đã bằng những cái những video tôi chia sẻ cho các bạn đó. Đây là cái sự thật nha. Đó thì rồi này, đây là cái điểm gravity này. Thì nếu như bây giờ các bạn muốn làm cái ngách về về cooking đi, về cooking, về nấu ăn, thì một cái sản phẩm mà tôi khuyến nghị các bạn có thể bắt đầu dễ dàng nhất đó là về keto, được chưa? Keto 28 ngày đó. Ngoài ra thì có rất là nhiều những sản phẩm ở đây khác nữa thì bạn cũng có thể là tham khảo thêm đó, tham khảo thêm nhá. Rồi thì ngoài ra này, sản phẩm ở bên self help, trong cái phần là self help thì tôi đặc biệt tôi rất thích phần đó là phần là về đám cưới và cái phần là mối quan hệ. Bởi vì sao? Cái phần này á thì nó cũng sẽ nói về nhiều cái về giữ lửa gia đình, cái cách làm sao đó để mà mình phát triển bản thân và mình có thể là yêu được cái người bạn đồng hành, cái người yêu của mình hoặc là cái người mà vợ, người chồng của mình trong gia đình. Thì khi mà mình làm cái ngách này đặc biệt hơn là không những là mình học được cách kiếm tiền, mình kiếm được tiền trên online, mà mình lại còn học được những thực sự những cái thông tin mà họ truyền đạt cho mình nữa. Đấy, cái điều này rất là quan trọng các bạn. Đó, thì các bạn cũng có thể là bắt đầu với sản phẩm His Secret Operation. Đấy, đây là một trong những cái sản phẩm mà trong nhiều năm vừa qua thì liên tục nó luôn luôn bán đắt hàng các bạn, liên tục bán đắt hàng, và nó cũng có những cái sản phẩm upsell. Thì khi mà bạn bán chỉ bán một sản phẩm thôi, nhưng khi mà khách hàng người ta mua tiếp thì lúc này bạn vẫn được nhận tiền hoa hồng, được chưa? Và bạn cũng ưu tiên một vài những cái sản phẩm nào nó có cái phần là affiliate pay này. Thì cái affiliate pay này nó chính là cái phần là nó hỗ trợ cho người làm affiliate, được chưa? Đấy, thì cái phần này đó, nó có cái chính sách và cái nguồn thông tin cho những người làm affiliate marketer, bạn hình dung được không nào? Và tiếp theo này, khi mà bạn kinh doanh, bạn bán một sản phẩm nào đó, đó thì gợi ý đây là bạn cũng có thể tìm thêm những cái chứng thực, những cái testimonial, những cái review từ những khách hàng người ta đã từng trải nghiệm cái sản phẩm này rồi. Giả sử nhá, bây giờ tôi muốn bán sản phẩm là His Secret Operation đây, thì tôi sẽ lên Google tôi search. Đây đầu tiên tôi lấy cái từ khóa này ra nhá, đầu tiên tôi lấy từ khóa ra, sau đó tôi thêm một cái từ khóa là review chẳng hạn, review, thì nó sẽ có rất là nhiều người. Bây giờ tôi lên Google tôi search, lên Google search nhá, đó thì sẽ ra rất là nhiều những cái review trước, những cái đánh giá trước của những cái người người ta đã sử dụng cái sản phẩm này rồi. Thì bạn nó một là bạn cũng có thể là tìm kiếm bằng trên Google, hoặc hai là bạn cũng có thể tìm kiếm ở mục video ở đây, thì nó cũng sẽ rất là nhiều những video ở trên YouTube có sẵn rồi. Đây chính là cái nguồn tư liệu, là cái nguồn thông tin để bạn cũng có thể là tìm ra được là những cái người đã làm ra kết quả. Hoặc là một từ khóa khác này, bạn sẽ tìm một từ khóa là testimonial, đó là cái chứng thực, đó cái chứng thực từ những người mà đã sử dụng sản phẩm này và ra được cái kết quả đấy. Thì bạn hãy sử dụng hai cái từ khóa, một là testimonial hoặc hai đó là từ review đó, để bạn tìm ra. Hoặc là bạn cũng có thể là vào chính trong cái sản phẩm trong đó. Bây giờ nhá, bây giờ tôi sẽ vào cái phần là hisscreenovation.com dành cho người làm affiliate, dành cho người làm affiliate đấy. Bây giờ
Đây là có những sản phẩm upsell của họ này, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trong này. Promote link, tôi sẽ lựa chọn nó là cái mà vừa có video mà vừa có bài viết đó. Xong bây giờ tôi xem cái bài viết của họ đây này. Hi, my name is James and just ok, tắt tiếng rồi nhá. Cái phần cuối này nó sẽ có những cái phần đánh giá của khách hàng. Đây, những cái phần đánh giá của khách hàng này, những cái phần đánh giá của khách hàng là rất quan trọng các bạn. Các bạn cần phải đọc những cái đánh giá của khách hàng này, thì đây chính là cái nguồn tư liệu và bạn hiểu hơn về sản phẩm, cũng như là ví dụ bây giờ bạn chạy quảng cáo đi thì bạn sẽ biết được rằng cái lợi ích của sản phẩm này đem lại cho khách hàng là gì, để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta đưa ra cái thông điệp quảng cáo tới đúng cái người tiêu dùng, đúng không nào? Và cái này rất quan trọng đấy các bạn. Và nếu như bây giờ bạn là một người mới bắt đầu với Clickbank ấy, thì cái bài tập mà tôi muốn giao cho các bạn đó là bạn phải đọc ít nhất phải 30 cho tới 50 cái sales page bán hàng. Khi mà bạn đọc những sales page bán hàng này thì bạn đã có một cái lượng ngôn từ rất là tốt rồi, và bạn cực kỳ bạn hiểu về sản phẩm, chứ không chỉ đơn giản là bạn chỉ là đi bán cái vớ vẩn đâu, mà bạn hiểu về sản phẩm thực sự luôn, được chưa? Đó, thì đây là cái sản phẩm về bên Manage and Relationship nha. Ngoài ra thì cũng có những sản phẩm khác, ví dụ là The X Factor Guide này đó. Những cái sản phẩm này rất là tốt này, hình như ở đây cũng là cùng một tác giả luôn á, các bạn có thể nghiên cứu thêm nhé. Đó là ngách về phát triển bản thân, Married in Relationship. Tiếp theo một cái ngách khác nữa, đây là một cái ngách mà tôi cũng khá là thích và tôi cũng đang làm cái ngách này luôn, đó là Spiritual News A, tức là về phần tâm linh đó. Và trong cái phần tâm linh này thì nó cũng có nhiều cái. Bây giờ tôi sẽ lọc qua một cái bộ lọc, đó là 30 trở lên, 30 trở lên đi, thì nó sẽ có một vài cái sản phẩm đó về tâm linh, về Phật pháp, hoặc là về thần số học. Bạn biết thần số học không? Nó là một cái từ khóa là numerology, hoặc là phần astrology. Astrology là cái gì? Nó có những cái cung các bạn, cung Sử Nữ, cung Song Ngư đó, thì cái này gọi là cái gì nhỉ? Những cái cung đó thì nó gọi là numerology, gọi là thần số học. Còn cái này tạm thời tôi chưa nghĩ ra đó. Hoặc là nó sẽ có luật hấp dẫn đó, bạn có biết luật hấp dẫn là gì không nào? Đó, thì đây là chính xác là một cái ngách cực kỳ tiềm năng luôn, không, cực kỳ tiềm năng luôn. Các bạn bán những sản phẩm này cực kỳ chất. Thì trong cái ngách này thì gợi ý ở đây tôi lọc gravity nhá. Gợi ý ở đây là bạn có thể kinh doanh sản phẩm, để tôi bấm vào tôi coi đã, mình phải coi shop đã. Đây này, đây là một sản phẩm cực kỳ tuyệt vời nhá. Nhưng cái sản phẩm này này cực rất là hay này. Các bạn chỉ cần nó điền first name này, ngày tháng năm sinh vào này. Sau đó nó sẽ đọc tất cả mọi thông tin nó liên quan về con người của bạn, không, về tính cách, về số mệnh, về mọi thứ, everything. Đó, bạn đọc những cái thông tin dưới này rất là hay. Nó sẽ tự trả cho các bạn một cái report, một cái bản đánh giá ngay lập tức luôn. Đó, cái này rất là hay nhá. Nếu như mà tôi làm được cái website như vậy thì thậm chí tôi bán sản phẩm này tại Việt Nam luôn, nó kiếm nhiều tiền vô kể. Tuy nhiên rằng cái sản phẩm này á, tôi mới nói các bạn, cái sản phẩm này cực kỳ dễ bán. Bạn thấy này, Gravity 225 nhìn có vẻ là cạnh tranh cao, đúng không nào? Nhưng mà thực ra sản phẩm này cực kỳ dễ bán luôn đó. Nhưng cái sản phẩm này không phải là muốn xin làm affiliate là dễ đâu nhá. Các bạn nó cần phải có cái gì đó rồi á thì họ mới cho các bạn làm affiliate. Bởi vì sao? Các bạn cần phải đăng ký, bạn phải, đây là bạn phải nộp một cái đơn để bạn đăng ký, để bạn được quyền bán cái sản phẩm này của họ. Sản phẩm này mà bạn bán sản phẩm, được quyền bán sản phẩm này cực kỳ bao giàu luôn. Thì bây giờ làm sao để bán? Thứ nhất, bạn phải có traffic. Traffic ở đây nó thể hiện qua một, đó là cái kênh Instagram của bạn có nhiều lượt follower, họ sẽ đồng ý cho bạn, sẽ duyệt cho bạn. Hoặc cái website của bạn traffic, lượt traffic thứ hạng cao, nó liên quan về lĩnh vực của họ. Hoặc là bạn có kênh YouTube liên quan, hoặc là bạn có một cái lượng email, số lượng danh sách khách hàng lớn, họ sẽ đồng ý cho bạn trở thành affiliate. Một cái cách khác nữa thì bạn cũng có thể là trực tiếp chat với support của họ. Chat với support của họ để bạn được quyền để bán sản phẩm này. Thì thường họ sẽ để lại cái email đây này. Họ sẽ để lại cái email, và cái ông mà các bạn nói chuyện trực tiếp, ông tên là Ray Hill. Bạn sẽ nhắn tin trực tiếp với ông này qua email, bạn gửi cho ông một cái tin nhắn bảo là bây giờ chào ông, thì bây giờ tôi muốn kinh doanh cái sản phẩm của ông, nó là numerology này. Đó, và bây giờ đây là những thông tin của tôi, thì bạn gửi hết cho họ những thông tin mà bạn đang có thì họ sẽ duyệt ngay lập tức.
Còn nếu như bây giờ các bạn để cho họ duyệt tự động nó lâu lắm, không, một tuần họ mới duyệt một lần đó nhá. Rồi sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm thứ hai đây này, đây cũng là một sản phẩm rất là hot trong cái ngách tâm linh đấy, trong ngách tâm linh đây, how to magically. Mình bấm một phần dịch, cái phần này mình đọc cái mê luôn các bạn. Làm thế nào để thể hiện một cách kỳ diệu đó, cái cách làm sau đó để bạn có thể hút được tiền, những cái gì về thịnh vượng, những cái gì về sức khỏe, những cái gì mà thành công về phía bạn đó. Đó, cái sản phẩm này hay lắm. Đó, đó là một sản phẩm bán chạy nhá, các bạn có thể là gợi ý. Đó. Sau này thì tôi sẽ review và hướng dẫn cho bạn cách để là bạn làm trên những traffic Instagram, về YouTube, về Pinterest cho những sản phẩm này. Còn ngoài ra, bạn nếu như bạn muốn học chuyên sâu hơn thì sắp tới thì tôi sẽ làm được một cái chương trình. Chương trình này thì sẽ đặt tên là tôi sẽ đổi tên đó, cái khóa K02 của tôi. K02 trên clip mà học Clickbank chuyên sâu á thì tôi sẽ đổi tên nó thành là Clickbank No Ads, Clickbank No Ads. Có nghĩa là trong cái chương trình này thì tôi sẽ không sử dụng quảng cáo các bạn. Clickbank No Ads. Bạn sẽ không cần phải trả tiền hay đầu tư tiền để chạy quảng cáo, mà tôi sẽ dạy cho các bạn cách để bạn triển khai hệ thống free traffic mạnh mẽ. Nên nó dường như là các bạn có bao nhiêu lợi nhuận là các bạn được lấy hết về luôn á. Tôi đang phân vân giữa hai cái tên, một là Clickbank No Ads hoặc hai đó là Clickbank thống trị, bởi vì tôi rất là thích cái từ thống trị này. Và dường như không phải là bạn ấy chỉ sử dụng mỗi một kênh traffic là chạy quảng cáo. Đối với tôi chạy quảng cáo nó đơn giản lắm các bạn. Không, chỉ là cần xét một vài cái là xong rồi. Và tôi đã từng tiêu vài tỷ tiền quảng cáo rồi các bạn, nên tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhưng đối với tôi thì nó quá dễ. Khi nào bạn chạy quảng cáo, một là khi bạn có lãi. Có lãi thì chạy quảng cáo. Còn nếu như bây giờ mà dùng tiền của mình đi đầu tư mấy nghìn đô vào thì nó quá lãng phí nha các bạn, và rất là nhiều người sấp mặt. Rất là nhiều người sấp mặt. Đó, cái thứ hai đó là bạn cần phải có system. System ở đây là gì? Đó, bạn coi cái video mà tôi hướng dẫn ở trên kênh YouTube của tôi á, tôi nói rõ về điều này hơn. Bây giờ các bạn ơi, nếu như bạn muốn biết system là gì, bạn quay lại video này này. Chiến lược bán hàng Clickbank này. Đó, bạn phải coi video này thì lúc đó bạn mới hiểu cái system là gì. Bạn phải có hệ thống. Không, bạn phải có được danh sách khách hàng chứ không phải tự nhiên cứ khơi khơi chạy quảng cáo tới direct link đâu là bạn thành công. Số lượng người thành công rất là hiếm, rất là ít, mà tỷ lệ người sấp mặt nhiều, được chưa? Rồi, tiếp theo này để tôi review tiếp cho các bạn nhé. Sản phẩm. Đây. Sản phẩm này cũng khá là tốt này. Không phải sản phẩm này. Không phải cái này, tôi sẽ tắt nó đi nha. Tôi sẽ review cho các bạn sản phẩm nào mà tôi làm thấy nó ra được kết quả, chứ không phải chỉ là đơn giản là tôi review chơi. Rồi thì bây giờ là kết lại này, có hai sản phẩm đây. Thì cái sản phẩm này là các bạn không cần phải xin quyền gì hết, các bạn có thể bán được sản phẩm này nha. Đó. Nhưng còn một sản phẩm nữa chứ tạm thời chưa tìm ra. Do đa phần là khi mà tôi đã lựa chọn được sản phẩm nào rồi thì mình cứ quảng bá thôi, nên mình không cần phải vào trong này thêm một lần nữa. Đó rồi nhỉ? Tôi lựa chọn là chế độ popular đây. Phải không? Lại là cái vừa nãy rồi. 75% commission. Tạm thời chưa tìm ra. Thôi tôi sẽ nợ cho các bạn trong cái cách này nhé. Cuối cùng đó là tới cái phần là giảm cân và ăn kiêng. Đấy, thì cũng như vậy này. Tôi sẽ lựa chọn là điểm gravity khoảng 30. Thì có những cái sản phẩm nào gravity trên 30, ví dụ sản phẩm là Flash Belly Fix này. Flash Belly Fix này là sản phẩm khá là tốt để bạn có thể bắt đầu. Ngoài ra nha, ngoài ra tôi chỉ cho các bạn này, bạn có thể lên Google. Bạn search một cái từ khóa đó là
top product Clickbank. Đấy, top thì nó sẽ ra một từ khóa này, gợi ý này, top Clickbank product 2019 nữa các bạn này. Nó sẽ ra được những từ khóa mà sản phẩm tốt để các bạn có thể quảng bá. Thì tự nhiên khi mà các bạn đang kinh doanh những sản phẩm tốt rồi thì tự nhiên rằng là bạn sẽ bán được dễ dàng hơn. Đấy. Này, có cái sản phẩm là Flat Belly Fix này, trong cái ngách giảm cân nha các bạn. Đó, Keto Resort này, nó xếp hạng thứ 3. Đấy, được chưa? Đấy, hoặc cái sản phẩm vừa nãy tôi giới thiệu cho các bạn trong cái ngách hôn nhân này, Hisgrid này, Hisgrid Ovation này. Trong top 10 cả đấy nhá, nó những ba sản phẩm đó tôi chia sẻ với các bạn. Thì bạn hãy yên tâm một cái điều ở đây, đó là không bao giờ bị hết thị trường. Không bao giờ hết thị trường. Đó, thị trường thì luôn luôn có cho các bạn. Thì bạn cứ tiếp tục bạn nó làm và quảng bá nó lên. Bạn có thể xây dựng nó 1, 2, 3 năm, 5 năm nữa thì nhu cầu nó vẫn còn. Ok, rồi. Thì nếu như bạn thấy video này có ý nghĩa, thực sự giúp ích được cho các bạn điều gì đó, đừng quên bấm một nút like. Và nếu như bây giờ bạn là một người mới tới kênh YouTube của tôi thì hãy bấm vào đăng ký kênh YouTube để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Và cũng có thể tham gia vào trong cái group mà hiện tại thì tôi đang chia sẻ cộng đồng ở đây. Bạn có bất kỳ câu hỏi gì, bạn có thể tham gia vào đây và đặt câu hỏi ở đây. Và sẽ có rất là nhiều anh em đi trước hỗ trợ cho các bạn, giải đáp thắc mắc và chỉ cho các bạn một cách tận tình nhất. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.